100% phụ nữ đều ít nhất một lần trong đời lo lắng về tình trạng kinh nguyệt không đều. Ngoài rất nhiều nguyên nhân thường gặp như rối loạn nội tiết, stress, dùng thuốc tránh thai khẩn cấp hoặc thậm chí là do có thai, chị em đừng bao giờ lơ là với bất cứ thời điểm kinh nguyệt không đều nào. Bởi lẽ, đó hoàn toàn có thể là dấu hiệu của hội chứng buồng trứng đa nang hoặc rất nhiều bệnh liên quan đến buồng trứng, thậm chí có thể là một dấu hiệu cảnh báo ung thư ở những vị trí liên quan. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Tâm Lý, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Time City chia sẻ một thông tin cực kỳ quan trọng mà bạn cần biết. Đó là chưa có kết luận cụ thể nào về nguyên nhân gây ra buồng trứng đa nang, nhưng hầu hết bệnh nhân gặp tình trạng buồng trứng đa nang đều gặp hiện tượng kinh nguyệt không đều. Vậy mối quan hệ giữa chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ và hội chứng buồng trứng đa nang là gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu ở những phần tiếp theo của video này nhé! Thông thường, trong buồng trứng của nữ giới sẽ chứa các nang trứng. Các nang trứng này sẽ phát triển theo chu kỳ. Hàng tháng sẽ có một nhóm các nang noãn được chọn để phát triển. Tuy nhiên, trong số đó thường chỉ có một nang phát triển trội, đến khi nang trứng đủ kích thước tiêu chuẩn, thường là từ 18mm cho đến 22mm, nang sẽ vỡ ra và giải phóng trứng. Trứng được giải phóng sẽ đi vào vòi tử cung và sẵn sàng để gặp tinh trùng. Phần nang trứng vỡ còn lại tại buồng trứng sẽ tạo thành hoàng thể. Nếu sự thụ tinh không diễn ra, hoàng thể sẽ thoái hóa và dẫn đến bong niêm mạc tử cung và bạn sẽ có kinh. Việc phát triển, rụng trứng đều đặn của các nang trứng sẽ dẫn đến chu kỳ kinh nguyệt đều. Nếu quá trình này diễn ra không bình thường, sẽ dẫn đến kinh nguyệt không đều, rối loạn. Kinh nguyệt không đều có nhiều biểu hiện như chu kỳ của bạn bị rút ngắn từ thời gian thông thường là 28 cho đến 30 ngày xuống chỉ còn 20 cho đến 25 ngày, thậm chí bạn có thể thấy kinh 2 lần trong cùng một tháng. Hoặc ngược lại, chu kỳ kinh nguyệt dài trên 35 ngày, thậm chí vài tháng hay cả năm mới có kinh một lần. Đôi khi, kỳ kinh kéo dài trên 10 ngày hay còn gọi là hiện tượng dòng kinh, dòng huyết. Khi mắc hội chứng đa nang buồng trứng, trên buồng trứng có rất nhiều nang trứng nhỏ, lớn hơn 20 nang. Tuy nhiên, các nang trứng này lại không phát triển và rụng trứng đều đặn dẫn đến rối loạn kinh nguyệt. Tình trạng rối loạn kinh nguyệt thường gặp trong hội chứng buồng trứng đa nang là kinh thưa, chu kỳ kinh dài, thậm chí là vô kinh. Khi có tình trạng rối loạn kinh nguyệt, bạn nên đi khám ngay lập tức để có phương án điều trị thích hợp. Mặc dù không phải là bệnh nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đa nang buồng trứng lại ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Người có kinh nguyệt không đều, vừa có khả năng mang thai ngoài ý muốn, vừa có khả năng khó để mang thai. Đặc biệt trong trường hợp vô kinh, vì không có trứng rụng để xảy ra quá trình thụ tinh tự nhiên. Do đó, chị em phụ nữ cần đặc biệt lưu ý đến chu kỳ kinh của mình để luôn chủ động trong các vấn đề về sức khỏe. Để khẳng định việc bạn có mắc đa nang buồng trứng hay không, cần xem xét kết hợp nhiều yếu tố. Nếu cần thiết, bác sĩ sẽ tiến hành siêu âm để xác định số nang trong buồng trứng của bạn trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, rối loạn kinh nguyệt hoàn toàn có thể là một trong những biểu hiện khi bạn gặp phải hội chứng này. Nếu như có tình trạng kinh nguyệt không đều, kết hợp với lông mọc rậm ở một số vùng như trên bụng, dưới mép, da sạm bất thường ở những vùng như cổ, nách, bẹn, bạn nên đi khám sớm để được bác sĩ chẩn đoán và kết luận chính xác. Đừng bao giờ quên rằng đối với phụ nữ, chu kỳ kinh nguyệt có khả năng dự báo những thông tin về sức khỏe của cơ thể cực kỳ chuẩn xác. Vậy nên, thay vì khó chịu và ao ước mùa dâu nhanh chấm dứt, hãy vui vẻ đón nhận và hạnh phúc với đặc điểm giới tính của mình bạn nhé! Đừng quên follow page để có thêm cực kỳ nhiều thông tin hữu ích cho sức khỏe của bạn và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại!